Vào 4 giờ chiều ngày 24 tháng 6, nữ đạo diễn trẻ Lúc Vân đã tổ chức buổi công chiếu bộ phim mới nhất của cô. Bộ phim mang tên Nếu Như Em Quên Anh, nằm trong series Ngày Đó Mình Yêu do chính Lúc Vân viết kịch bản và đạo diễn. Chào khán giả của Queen Yêu. Dự án Ngày Đó Mình Yêu là một trong những dự án Lúc đang làm. Trong dự án này là gồm có khoảng tầm 4-5 tập phim và nói về đề tài tình yêu. Và mỗi một tập phim nó mang chủ đề khác nhau. Ví dụ như tập 1 của bên mình là Người Tôi Thích Là Cậu Ấy. Bây giờ là tập 2 là Nếu Như Em Quên Anh. Và sắp tới là sau cái tập 2 này sẽ là tập 3 Anh Vẫn Bên Em. Trong quá trình quay phim thì là có rất là nhiều kỷ niệm. Ví dụ như là những cái buổi quay khuya, mọi người đều rất là mệt, nhưng mà vì phim, vì sản phẩm nên là mọi người rất là cố gắng để làm việc. Mà nhiều khi làm việc tới sáng, hoặc là có những ngày là không ngủ cả ngày, nhưng mà mọi người đều rất là sung sức để mà làm ra tốt cái sản phẩm của mình. Tật xấu thì là thật ra là có. Ví dụ như là Phú Thịnh ở trên hiện trường á, Phú Thịnh rất là hay nhõng nhẽo. Còn về Thi An thì Thi An là một cô gái là nói về tính xấu thì cũng không có nhiều. Ví dụ như là vui quá thì là hơi bị kích động. Còn ví dụ như buồn quá thì rất là ảm đạm đó. Nên thành ra là nhiều khi cũng trên hiện trường cũng rất là nắng mưa với hai bạn này. Với diễn xuất cực tự nhiên và khả năng nhập vai tốt, hai diễn viên trẻ Phú Thịnh và Hy An đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Mặc dù đây là vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng điều này cũng không hề làm khó được gà cưng của Lúc Vân hay khiến họ lo lắng. Khán giả đặc biệt ấn tượng với hình ảnh một Phú Thịnh với ngoại hình cực nam tính, nhưng biểu cảm, hành động và giọng điệu cực eo lả, cũng như một Hy An lúc thì đáng yêu với các biểu cảm nhí nhảnh, những clip thì cực kỳ dữ dằn mạnh mẽ. Hai bạn đã vui vẻ chia sẻ với Queen News về vai diễn của mình. Xin chào mọi người, mình là Phú Thịnh. Còn mình là Hy An. Bộ phim Nếu Như Em Quên Anh là bộ phim đầu tay của Thịnh. Trong phim là một nhân vật Minh khá là nội tâm, rất là tình cảm. Hy An trong phim là một bạn gái có tên là Ngọc. Thì Ngọc và Minh là một đôi bạn thân với nhau. Và sau một vài cái biến cố thì hai người đã nhận ra tình cảm của nhau. Và hy vọng là để có thể biết thêm nhiều hơn thì hy vọng mọi người sẽ xem phim và ủng hộ phim nhé. Dàn diễn viên Tư Như Hoa với toàn là trai xinh gái đẹp luôn là một điểm nhấn quen thuộc trong các bộ phim của Lúc Vân. Và dĩ nhiên, Nếu Như Em Quên Anh cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài cặp diễn viên chính tài sắc, bộ phim này cũng hội tụ một số gương mặt trẻ. Trong đó, có người cũ từ các bộ phim trước, cũng như có những cái tên mới sẽ sớm xuất hiện trong các phần còn lại của dự án Ngày Đó Mình Yêu Nhau, như Mai Mi, TB, Trang Phạm, Chí Thành, Hồ Nam. Đông đảo các bạn trẻ đã chẳng ngại mưa bão để được là một trong những người đầu tiên được thưởng thức bộ phim này, cũng như có thể gặp gỡ và chụp ảnh với thần tượng của mình. Chia sẻ với Queen News, các bạn đều không giấu được sự háo hức và mong chờ trước giây phút phim ra mắt. Ngoài fan hâm mộ, gia đình Mu hôm nay còn chào đón những vị khách mời đặc biệt đến tham dự buổi ra mắt phim, đó chính là MC diễn viên Hoàng Phi. Không nhận đến chung vui, Hoàng Phi cũng đã gửi vài lời đến các bạn của mình. Phi nhận được một lời mời từ một em ở sân khấu, đó là Thịnh, diễn viên chính của cái phần này. Thì đầu tiên là muốn đến đây và xem một người em của mình diễn xuất như thế nào, có tiến bộ hơn lúc trước khi về với sân khấu hay không. Và Lúc Vân thì cũng là một người bạn của Phi, và đây là một sản phẩm của Lúc Vân, thì Phi nghĩ là đi xem và ủng hộ, và còn nhận xét về phim thì Phi nghĩ là sẽ dành ở cuối phim. Các bạn cứ làm những gì mà các bạn thích, các bạn còn quá trẻ để phải sợ bất kỳ điều gì hết, và hãy tiếp tục làm, tiếp tục mang lại những sản phẩm dành cho mọi người, và Phi nghĩ đó là điều mà mọi người cần. Buổi ra mắt phim Nếu Như Em Quên Anh đã thành công rực rỡ với những tiếng cười vang khắp rạp, cũng như những giây phút lắng động đầy tâm trạng tình cảm. Một lần nữa, Lúc Vân lại khẳng định chắc chắn danh hiệu đạo diễn triệu view của mình. Hãy cùng đón xem bộ phim để có những cảm nhận riêng cho mình nhé. Mắc cười, ai giờ đi copy bài người ta và đòi người ta thuyết phục mình. Sao? Sau này thì cứ nhờ giả tôi bất cứ chuyện gì hết nha. Đi mà nhờ sân công bạn tôi bị của bà đó. Bà biết gì về tôi mà bà nói? Bà nghĩ biết nhau từ nhỏ là bà hiểu tôi hả? Khi nào bà ra tôi đi bà hiểu. Xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời,
cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là một ngày kia khi ta đứng trước mặt nhau nhưng đối phương lại không nhận ra tình cảm của ta. Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan, hát câu yêu đầy nụ cười em nét son hồng yêu dân yêu. Em thơ ngây biết đâu chàng đang mê say, sắc môi em hồng, hồng phôi ly nghiêng lơ.